người đàn ông không ngờ rằng mình chỉ là cố gắng tán tỉnh một cô gái ngay sau đó đã bị đánh bay bằng một cú đấm thiếu niên dị dạng nhìn tên yếu đuối bị đánh gục xuống đất liền bắt đầu chế nhạo cậu ta thực sự không hiểu tại sao rõ ràng chúng yếu ớt như vậy mà vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh và người đến chính là nam chính của chúng ta sakura haruka học sinh trường trung học furin và ngay khi haruka chuẩn bị rời đi cô gái được cứu đã đột nhiên gọi haruka lại tuy nhiên đối mặt với lời cảm ơn của cô gái haruka lại ngơ ngác sau khi xác nhận nhiều lần khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng tôi không cố ý giúp cô đâu đừng hiểu lầm nhé cô gái tên là cô cô ấy điều hành một nhà hàng trong khu phố này và để bày tỏ lòng biết ơn cô ấy đã mời haruka ăn sáng khi biết haruka đến từ bên ngoài khu phố cô toha không khỏi tò mò bởi vì con phố này từng tập trung rất nhiều băng nhóm nổi tiếng là an ninh kém người bình thường đều tránh xa và ngay lúc này cô toha đột nhiên nhận thấy màu tóc và cả hai bên đồng tử của haruka đều khác nhau và khi nghe câu nói này Sắc mặt của Haruka ngay lập tức trở nên u ám. Tuy nhiên, chưa kịp để cậu ta nổi giận, Kotoha lại đột ngột tiến lại gần. Đẹp quá, giống như những quả cầu thủy tinh vậy. Cô làm gì vậy, muốn đánh nhau à? Haruka không khỏi cảm thán rằng hầu hết mọi người nhìn thấy sự khác biệt của cậu ta, đều nghĩ cậu ta là một kẻ lập dị, và lý do cậu ta chuyển trường đến Furin là vì đánh nhau không liên quan gì đến ngoại hình. Nghe nói trường trung học Furin tập trung những học sinh có điểm số thấp nhất cả nước, như lại là những tên côn đồ đứng đầu về đánh nhau các thế lực trong trường thậm chí còn đấu đá nhau mỗi ngày và haruka đến đây là để thống trị furin trở thành kẻ mạnh nhất bởi vì bản thân cậu ta ngoài đánh nhau ra không có ưu điểm gì khác hơn nữa vì ngoại hình mà cậu ta thường xuyên bị người khác chỉ trỏ vì vậy chiến trường này nơi quyết định ai là vua của những kẻ bỏ đi chính là nơi duy nhất thuộc về cậu ta ngay lúc này haruka đột nhiên đứng dậy rất tự nhiên trả lại đồ vật mà ông lão để quên cho ông ấy không lâu sau kotoha lại đến bên cạnh haruka đặt vài viên kẹo trước mặt cậu ta nói rằng đây là lời cảm ơn của ông lão vừa rồi tuy nhiên hành động này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của haruka lại đỏ bừng tiếp đó cậu ta rất ngạc nhiên nói rằng tôi đang mặc đồng phục của những tên côn đồ nổi tiếng ở khu vực lân cận đấy thông thường dù tôi làm gì đi chăng nữa mọi người đều nghi ngờ tại sao các người lại nói lời cảm ơn với loại người như tôi tuy nhiên cô toha không trả lời chỉ mỉm cười nói rằng cậu đã chọn furin là đúng sau đó cô ấy chuyển chủ đề cậu không thể nào thống trị furin được đâu tuyệt đối không thể câu nói của cô toha khiến haruka ngay lập tức nổi giận cậu ta rất tự tin vào thực lực của mình cho rằng bản thân sẽ không thua bất kỳ ai thấy vậy cô toha không phủ nhận chỉ nói rằng cậu chỉ có một mình câu nói này ngay lập tức chạm vào nỗi đau của haruka cậu ta liền đóng sầm cửa bỏ đi tuy nhiên không có gì bất ngờ thì sẽ có bất ngờ hóa ra tên vừa bị haruka đánh bại chính là tên trùng của băng nhóm quân đồ ở khu vực lân cận lúc này hắn ta đã tập hợp toàn bộ đàn em đến để cho tên nhóc ngông cuồng này nếm mùi đau khổ Đám côn đồ đông đảo nhìn thấy Haruka liền bắt đầu chế nhạo, cho rằng màu tóc và đồng tử kỳ dị của cậu ta thật kinh tởm. Tuy nhiên, chưa kịp để đám côn đồ tiếp tục khoác lác, ngay sau đó, con thú đã thoát khỏi lồng. "Đây mới là, đây mới là tôi. Mày làm gì thế hả thằng nhóc thối? Chỉ cần đánh nhau là mạnh nhất, chỉ cần là mạnh nhất là có thể lên đỉnh cao đúng không? Điều đó thì liên quan gì đến việc tôi cô đơn một mình chứ?" Tức lực của haruka quả thực rất mạnh cậu ta lao vào đám đông như hổ xuống núi một đám côn đồ bị cậu ta đánh cho ôm đầu khóc lóc tuy nhiên ngay lúc này chỉ thấy một tên côn đồ lại bắt giữ kotoha và dùng dao đe dọa haruka tuy nhiên ngay sau đó chỉ thấy haruka tung một cú đá kiểu ơn chaman đã đưa hắn ta về quê tuy nhiên dù đã cứu được kotoha nhưng lúc này hai người đã bị đám côn đồ vây quanh mặc dù haruka rất mạnh nhưng lúc này cậu ta không chỉ phải đối mặt với nhiều kẻ thù mà còn phải vừa đánh vừa bảo vệ kotoha nhưng ngay sau đó điều bất ngờ đã xảy ra chỉ thấy một tên côn đồ bị đánh gục xuống đất lại rút dao ra đâm thẳng vào bắp chân của haruka nhìn thấy vậy đám côn đồ như những con linh cầu thấy máu liền ào ào xông lên tuy nhiên ngay khi haruka đã chấp nhận số phận điều bất ngờ đã xảy ra học sinh năm nhất à thật sự đã giúp đỡ rất nhiều đồng phục của furin koto hachan việc cô gặp nguy hiểm lần này làm ơn đừng nói với người đàn ông đó người đến chính là thành viên cao niên của trường trung học côn đồ furin tuy nhiên khi nhìn thấy đám côn đồ đối diện họ lại nói rằng biết trước thì chỉ cần đến hai người là đủ cảnh tượng này ngay lập tức làm mới nhận thức của haruka cậu ta không hiểu tại sao người của furin lại đến giúp mình tuy nhiên chưa kịp để cậu ta suy nghĩ ngay sau đó chỉ thấy đám côn đồ xông lên tấn công họ đợi đến khi haruka hoàn hồn Kẻ thù đã đến trước mặt cậu ta. Vết thương ở chân khiến cậu ta nhất thời không thể tránh né. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy tô Ma của Furin đã đá một cước cứu cậu ta, ngoan ngoãn đứng yên đi nhóc. Cứ nhúc nhích như thế thì tôi phải bảo vệ cậu kiểu gì đây? Tiếp đó chuyện khiến Haruka càng ngơ ngác hơn đã xảy ra. Chỉ thấy người dân xung quanh lại bắt đầu cổ vũ cho những tên côn đồ của Furin. Và ngay lúc này cô Toha cũng cuối cùng đã từ từ tiết lộ sự thật. Hóa ra hai năm trước con phố này vẫn còn rất hỗn loạn. Tuy nhiên, chính những học sinh của trường trung học Furin đã hoàn toàn thay đổi tất cả. Họ đã treo nội quy của Furin trước con phố. Bất kỳ ai tiến vào phía trước mà làm người khác bị thương, phá hoại đồ vật hoặc có ý đồ xấu, trường trung học Furin tuyệt đối không tha. Và không biết từ khi nào, mọi người đã đặt cho nhóm thiếu niên bảo vệ khu phố này một cái tên. Đó chính là Bufurin, lá chắn của khu phố này. B-R-E-A-K-E-R -E nhìn những tên côn đồ được mọi người yêu mến trước mắt, một cảm xúc chưa từng có tự nhiên dâng lên từ đáy lòng haruka và ngay lúc này kotoha đã đến bên cạnh cậu ta để băng bó vết thương tiếp đó chỉ thấy kotoha lặng lẽ nói tôi đã nhìn thấy lòng tốt trong lòng cậu vì vậy tôi sẽ luôn hướng về cậu cho nên cậu cũng hãy hướng về chúng tôi đi như vậy chắc chắn cậu có thể trở thành hình mẫu mà cậu mong đợi tuy nhiên câu nói này dường như có ma lực gì đó khiến cậu thiếu niên sống khép kín này nổi ra gà ngay sau đó chỉ thấy haruka đột nhiên xông lên tấn công những tên côn đồ của furin chỉ là đánh thắng người khác thôi thì tôi cũng có thể làm được. Thật sự là quá ngầu rồi. Nếu ở đây, thì có thể ở bên người khác sao? Đây là câu chuyện về một tên đáng ghét chỉ biết đánh đấm, trở thành anh hùng của thị trấn. Chàng trai trẻ không thể ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên nhập học, cậu đã bị một tên đầu gấu tóc dài để ý. Và lý do lại là vì cậu muốn trở thành đại ca của những kẻ bất hảo, để trở thành kẻ bất hảo mạnh nhất. Sakura Haruka đã gia nhập trường trung học Furin nổi tiếng là nơi tụ tập của những kẻ bất hảo. Nhưng điều khiến cậu hoàn toàn không ngờ tới là những kẻ bất hảo vốn đáng bị ghét bỏ ở đây lại trở thành những anh hùng bảo vệ khu phố. Mặc dù thời gian nhập học là vào buổi chiều, nhưng không kìm nén được sự phấn khích trong lòng. Haruka đã đến nhà hàng của Kotoha từ sớm. Mặc dù cậu tỏ ra cứng rắn, nhưng Kotoha vẫn nhìn thấu được nội tâm của cậu. Đột nhiên, một tên tóc vàng xông vào phòng và té sấp mặt trước mặt hai người. Người đến chính là học sinh năm nhất trường trung học Furin, Akihiko Nirei và mục đích cậu ta đến đây chính là để cô Toha chiêm ngưỡng vẻ ngoài bảnh bao của mình khi mặc đồng phục Furin. Ngay lúc này, Akihiko đột nhiên chú ý đến Haruka cũng đang mặc đồng phục và cũng giống như những người khác, Akihiko cũng bị mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc kỳ lạ của nam chính thu hút ngay lập tức và bột miệng nói. Nhưng ngay khi Haruka chuẩn bị nổi giận, tóc bạc là do áp lực quá lớn sao? Còn trẻ như vậy mà đã vất vả quá rồi. Áp lực chết. sau khi được Kotoha giới thiệu, hai người họ cũng biết được tên của đối phương. Nghe xong, Akihiko lại ngơ ngác. Trong nhận thức của cậu ta, Furin là một nhóm những người bạn chính nghĩa đứng ra bảo vệ khu phố, và tất cả những ai gia nhập Furin đều có chung một mục đích cao cả như vậy. Cậu ta thực sự không hiểu tại sao một kẻ vô danh tiểu tốt như Haruka lại không có bất kỳ mối liên hệ nào với khu phố, lại gia nhập Furin. Ngay sau đó, Haruka thẳng thắn nói, đương nhiên là để thống trị Furin, mặc dù bảo vệ khu phố quả thực rất ngầu, nhưng nếu có thể trở thành kẻ mạnh nhất trong nhóm những người này, Chắc chắn sẽ rất sướng. Tuy nhiên, Akihiko lại nói rằng đừng nói những điều không thể làm được. Nếu cậu cứ tiếp tục với mục tiêu đó thì không chỉ có mái tóc hai màu đâu. Áp lực quá lớn sẽ bị hói đấy. Tuy nhiên, chưa kịp để Haruka nổi giận, Akihiko đã đứng dậy rời đi, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta trở thành Furin. Cậu ta định đi tuần tra khu phố một vòng trước lễ khai giảng. Tiếp đó, Haruka cũng rời khỏi nhà hàng. Tuy nhiên, điều khiến Haruka chóng váng đã xảy ra chỉ thấy các cửa hàng ven đường đều bày tỏ sự nhiệt tình mãnh liệt với cậu liên tục nhét vào tay Haruka đủ loại hàng hóa Haruka người từ nhỏ đã phải chịu đựng sự kỳ thị lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nhiều sự quan tâm như vậy nhưng ngay khi cậu đang chìm đắm trong ảo tưởng một giọng nói đã kéo cậu trở lại thực tại cậu là người của Fuin phải không làm ơn giúp tôi với cùng lúc đó ở một nơi khác Akihiko tóc vàng vừa rồi lại bị vài tên côn đồ nhỏ con đè xuống đất đánh chỉ vì Akihiko đã ngăn cản chúng tán tỉnh một cô gái nhìn Akihiko trước mắt hoàn toàn không có sức đánh trả đám côn đồ không khỏi chế nhạo đừng nói đến chuyện bảo vệ khu phố lo bảo vệ bản thân mình trước đi tuy nhiên điều khiến chúng hoàn toàn không ngờ tới là Akihiko không định bỏ cuộc mặc dù bị đánh ngã hết lần này đến lần khác nhưng Akihiko vẫn cố gắng hết sức xông lên một lần nữa bởi vì cậu ta biết mình nhất định không thể để furin bị sỉ nhục vì mình kẻ làm người khác bị thương phá hoại đồ vật hoặc có ý đồ xấu furin tuyệt đối không tha không có ngoại lệ sự đeo bám dai dẳng của Akihiko cuối cùng đã khiến đám côn đồ tức giận, chỉ thấy chúng giơ hai tay lên, định giải quyết tên nhóc đáng ghét này triệt để. Trong thời khắc nguy cấp, Haruka đã xuất hiện như một anh hùng, nhìn bóng lưng oai hùng của Haruka, Akihiko kinh ngạc hỏi tại sao Haruka lại đến giúp cậu ta, rõ ràng là yếu như sen vậy mà cứ tưởng mình mạnh lắm. thật là kinh tởm. Đám côn đồ ngay lập tức bị lời nói ngông cuồng của Haruka chọc giận, chúng tức giận xông lên tấn công Haruka. Tuy nhiên, điều chúng không biết là, hôm nay chúng đã đá phải tấm sắt. Sau đó, Akihiko kinh ngạc nhìn Haruka vô cùng mạnh mẽ trước mắt, chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã một mình khiến đám côn đồ này ngủ củ tỏi. Ngay khi Haruka chuẩn bị rời đi, Akihiko im lặng đột nhiên lên tiếng. Cậu ta nói rằng mình biết bản thân rất yếu, hồi nhỏ cũng thường xuyên bị bắt nạt, nhưng ngay lúc tuyệt vọng nhất, là tiền bối của furin đã giải cứu cậu ta khỏi bóng tối vì vậy dù nhất gan và yếu đuối nhưng cậu ta cũng muốn một ngày nào đó trở thành furin mạnh mẽ và oai hùng tuy nhiên haruka lại nói rằng cậu không tệ lắm đâu akihiko vừa định nói gì đó cô gái vừa được akihiko giải vây cũng đã quay trở lại sau đó cô ấy chân thành cảm ơn akihiko nếu không có cậu ấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đột nhiên akihiko gọi haruka lại tiếp đó chỉ thấy cậu ta thành thạo rút ra một cuốn sổ từ trong ngực sau đó cậu ta hỏi han mọi thứ về haruka từ chiều cao tuổi tác nhóm máu cho đến sở thích và lý do là vì akihiko có sở thích đặc biệt là thu thập thông tin về những người mạnh mẽ và oai hùng tiếp đó akihiko nói rằng muốn trở thành đàn em của haruka mặc dù cậu ta không giúp được gì trong việc đánh nhau nhưng với tư cách là một người am hiểu thông tin cậu ta có thể cung cấp cho haruka thông tin về tất cả mọi người trong khu phố cho đến khi cậu ta lên đến đỉnh cao của furin nói xong chưa kịp để haruka phản ứng cậu ta đã kéo cậu đến trường để làm thủ tục nhập học cuối cùng cũng đến trường trung học Furin, nhìn đại bản danh tụ tập toàn những kẻ bất hảo trước mắt, Haruka không khỏi cảm thán, đôi khi duyên phận thật kỳ diệu, Haruka lại được xếp vào cùng lớp với Akihiko, người đã trở thành fan cùng của cậu. Tuy nhiên, ngay sau đó, Akihiko nhìn thấy thông tin phân lớp thì đột nhiên tái mặt. Trên đường đi, cậu ta liên tục khuyên Haruka nên hòa thuận với các bạn cùng lớp, bởi vì hầu hết học sinh trường trung học Furin đều là người địa phương, chỉ có Haruka là người ngoài. Vì vậy, trước tiên cần phải cho mọi người biết cậu là người vô hại. Nhưng khi Akihiko quay đầu lại, Cậu ta kinh ngạc phát hiện ra Haruka đang khởi động. Haruka nói rằng dù tất cả mọi người đều là kẻ thù của cậu ta cũng không sao, bởi vì cậu đến đây là để leo lên đỉnh cao bằng cách đánh nhau. Tuy nhiên, ngay khi Haruka vừa bước vào lớp học, một anh chàng đẹp trai mặc trang phục đeo bịt mắt đột nhiên chào cậu. Nhìn người lạ trước mắt, Haruka ngay lập tức vào tư thế và hỏi thẳng người đến là ai. Leonardo DiCaprio Người nước ngoài à? Hả? tôi là người Nhật Bản đấy. Người đến chính là Hayato Suo, cũng là học sinh năm nhất. Nhưng điều khiến Haruka hoàn toàn không ngờ tới là Hayato không hề có ý thù địch. Ngược lại, cậu ta còn khen ngợi hành động bảo vệ khu phố của Haruka ngày hôm qua. Và các bạn cùng lớp cũng đã nghe nói về chuyện này từ trước. Lúc này, cuối cùng cũng được gặp người thật việc thật, họ liền ảo ảo xuống lại. Tình huống này khiến Haruka, người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến, hoàn toàn ngơ ngác. Đột nhiên, một bạn học hỏi lý do Haruka chuyển đến Furin. Và Haruka cũng không ngần ngại nói ra mục đích muốn trở thành đại ca. Tuy nhiên, ngay sau khi Haruka nói xong, một chiếc bàn đột nhiên bị ném tới. Sakura-san, người đó tuyệt đối không được. Tên đầu gấu tóc dài này tên là Kyotaro Surishita. Với lòng nhiệt huyết và thực lực hơn người, cậu ta đã được gọi là Furin từ khi còn học cấp 2. Do đó, cậu ta là một tín đồ cuồng nhiệt của đại ca đương nhiệm. Và khi nghe thấy lời nói ngông cuồng của Haruka, Kyotaro đương nhiên không thể chịu đựng được. Không tệ. Đúng là trường trung học Furin. Như vậy mới đúng.